Các bác thân mến, hôm nay là em chuyển 15 đôi chim này ra vàng giống như thế này vào trong Nghệ An đó. Đây là một bạn trẻ cũng muốn phát triển mô hình nuôi chim váy sinh sản, là các bạn ấy đóng làm 2 bu, mỗi bu là như thế này, là được có lúa ở trong đây, bên này vậy. Buộc cái này vào đi để chuyển nó kịp giờ xe. Đó, đây. Đó. Rất là ok. Dạ, thả vào lông đi, thả vào lông tí cho xem.